đập nước đá là cái ống tiếp, ông quýnh tới tấp luôn rồi cái dính đầu đó, rồi mới lủi cái đầu dưới sàn. Ông quất cái giò dữ dằn, ông quất dữ lắm luôn. Cái nhà chồng con gì, thí dụ anh dặn quá đi, anh tán dài bạc tay cũng được. Ai lúc nào ai cũng phải vậy, nhưng mà chồng nào tác động như cô em vậy vậy em không chấp nhận. Quá đáng. Dạ, quá đáng lắm. Bò được cái đầu vô sàn, cái giò đưa ra ngoài nó quýnh quá trời quýnh, phải để cái đầu ở ngoài thì nó quýnh chết rồi. Nó nói là tao quýnh chứ tao không có để cho mày sống. Nuôi từ nhỏ tới lớn, tới bằng cùm tay nghe nhiều, nói cả bằng cùm tay tới bây lớn cho mày nhờ nha. Mày nhờ mà trở lại mày quýnh em tao như vậy nha. Mày chưa có cứa được đồng bạc đồng xu nào hết trơn đi nghe nhiều nha. Mày con ngư hả mày? Trên thế gian này tôi chưa có ai mà quất ống tiếp lên cái đầu vợ như vậy hết. Cái chân gãy. Nếu mà cưng không thương, cưng nói đi là gây lộn một chút xíu, vợ chồng gây lộn ở 6 năm trời rồi, cưng giả bạc tay hai bạc tay đi, đâu có ai đâu nói gì đâu cưng. Mà cưng cứ liều mạng hả? Dạ, Phạm Tấn xin được mến chào cô chú anh chị. Đây là Nguyễn Hiếu cô chú anh chị. Một kênh YouTube ở An Giang, cũng ở miền Tây, cũng khá là đi giúp bà con cũng khá là nhiều. Hôm nay thì Tấn cùng với là Nguyễn Hiếu đi thăm một cái hoàn cảnh, không biết là cái hoàn cảnh nó ra như thế nào mà Nguyễn Hiếu phải điện cho Phạm Tấn chạy xuống đây ta. Dạ, anh Tấn ơi, bây giờ cái hoàn cảnh thật sự mà nói, em trước giờ em làm chương trình thiện nguyện giúp đỡ bà con, nhưng mà cái hoàn cảnh này nó gọi là nó hơi quá so với mình thì mình suy nghĩ anh Tấn, nó hơi quá luôn á. Mà không biết cái câu chuyện như thế nào. Thì ban đầu tiên em nghe một cái phong phanh là một cái người phụ nữ, nói chung là sống với một người chồng, chấp nối với nhau ở. Nhưng mà không biết là nguyên nhân cái sự việc như thế nào, cắn đắng trong quá trình sống với nhà như thế nào. Nhưng mà quánh người vợ này tác động rồi quánh mà khiến cho người vợ này phải đi nhập viện liền trong đêm đó luôn. Trời ơi, dữ vậy hả? Và khi em nghe nói cái câu chuyện nó còn ghê hơn nữa là quýnh mà người này phải bò ra đường, phải cầu cứu mọi người mới hỗ trợ, mới lo chuyện này ra thì mới thoát được. Và đêm đi nhập viện trong đêm đó luôn, thì nói đâu là tay chân gãy rồi đầu cổ mai u. Em nói thật sự luôn là bố lôi xua luôn hả? Em nghe mà em còn đang ngốc luôn, em chưa bao giờ nghĩ là chương trình của mình sẽ quay được một cái hoàn cảnh như này. Wow. Vậy đó. Thì nghe đến đây thôi thì thật sự phải nói là rất là nhói lòng của chú anh chị. Thôi thì bây giờ Tấn với lại Hiếu sẽ trực tiếp vào bên trong xem thử mình có giúp đỡ được gì cái gì không á. Dạ đúng rồi, mình bị gấp luôn đi anh Tấn ơi, tại vì câu chuyện này quá rất là. Tấn với lại Hiếu xin mời cô chú anh chị ha. Dạ, phía cái nhà trong này anh Tấn. Cái nhà một trong người phụ nữ 52 tuổi sống chung với chồng hờ, bị chồng tác động rất là thê thảm luôn cả nhà ơi. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị đây là cô bé, là không biết vì sao mà để mà người chồng mình là tác động. Hiện tại giờ chân thì gãy, tay thì có thể là cong một bên nè, rồi đầu thì bị có một vết thương hở nữa. Dạ rồi, chào cô nha cô. Dạ chào chú. Dạ thì cô có nhờ đến anh Hiếu Nguyễn á, là đến đây để mà giống như là cô muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình lên, vì bị chồng mình tác động trong cái ngày đó là như thế nào vậy cô? Dạ bữa đó, tối đêm đó sáng khoảng 5-6 giờ sáng, rồi tôi ổng có mâu thuẫn cái là anh đi ra anh xong mà anh có kêu, rồi tôi đi theo sau, tôi đi toilet vô thì anh nó kêu nó lấy bọc mí muối giùm, thì nói bọc muối thì tôi cũng đem vô cho ông nói mày đưa bọc muối tao mà mày thở dài thở ngắn này kia, rồi cho nên tôi nói trời ơi, thở dài thở ngắn gì, tôi đưa tôi ấy cho ông, rồi mà thở dài tôi cũng đi ở trong bụng đi ra đi, tôi đi toilet sẵn đi vô đưa anh luôn chứ có gì đâu mà thở dài thở ngắn. Rồi ông nói mày ta bệnh gì đó mà mày không lo lắng cho tao gì hết á. Cái nói trời ơi, tôi đi bằng tối ngày đi mua phế liệu về, tôi mượn tới sáng đêm ngày ba tôi đi, ông cũng bỏ đói tôi này kia nọ mà ông không có nấu cơm cho tôi ăn, mà ông mới nói mày là cái thứ gì mà mày tao phải nấu cơm cho mày ăn. Cái nói trời, vợ chồng ông nói như vậy đó, rồi cũng mấy qua lời qua tiếng lại có mấy câu mà rồi không nghĩ rằng là mình. Rồi cũng đi ra, ông nói kêu xe cấp cứu gì đó, rồi đặng chở ông đi. Mà mình nghĩ là ông kêu em ông kêu xe cấp cứu. Rồi đằng này mới không nghĩ tới là ông kêu giỡn gì thôi, ông kêu đặng cho mình lấy thôi. Chứ rồi mới lấy cái bộ đồ đi ra đi làm. Đi xe sạn kéo xe ra, mở cửa ra đi làm đó. Mới quay chở vô. Chở vô cũng là im rồi chứ không phải là
nó quýnh mà quýnh quýnh nóng cái này quýnh là nguội rồi cũng vẫn còn quýnh lấy rồi ông chụp cái mới đi vô cái quay ngược trở ra thì ông quýnh tới tấp luôn rồi cái đầu quýnh hai cái nhớ là hai ba cái vinh đầu đó rồi mới lủi cái đầu vô sàn thì cái giò nó đi ra ngoài ông quất cái giò dữ dằn ông quất dữ lắm luôn. Là lúc đó là ông dùng cái gì mà đánh cây một cái cây đập nước đá là cây ống tiếp rồi tới cái tay tôi còn vẫn còn đau chú ơi. Yeah. Mệt mỏi lắm tôi nói thiệt với mấy chú tôi khổ lắm tôi lo cho mẹ tôi bị cái nỗi mà tôi cũng lo cho anh mà tại sao không nói mình lo cho ai với mình lắm lo với tao thì cái chú tôi khổ đủ thứ chăm bề khổ nhưng mà không dám mắng nhưng muốn nhịn đói nhịn khóc tôi nói tưởng đâu tôi chết tôi bỏ con bỏ mẹ tôi lại mà mai tôi thoát ra được mai chạy thoát ra lộ thoát ra lộ chạy ra ngoài lộ cầu cứu cái ngày hôm đó là có ai ở nhà hả cô? Dạ không có hai vợ chồng rồi ông nuôi ông quánh ở trong nhà rồi cái chân đó là cái chân trường học nữa. Ủa nghe nói là cô bò ra luôn hay sao vậy? Bò ông nắm giò ông cho nó rồi mới giật giật cái áo xô ra rồi mới chạy ra ngoài nắm giò lôi xin ngược vô lại hả cô? Cái áo nắm cái áo lôi ngược chở vô trời ơi tôi mới quất tôi mới giật cái áo ra mới chạy ra ngoài lộ tôi ngất xỉu ngoài lộ người ta thấy tôi nói cậu không có đường nào chạy vô chạy chạy vô kiếm cái buồng chỗ nào chạy ông mới cản tôi lộn nắm cái áo tôi lại tôi mới giật cái áo tôi mới chạy ra ông có bữa đó làm cô tôi đó. Là khi mà sự việc nó xảy ra như vậy những người xung quanh xóm đó người ta không có lại hỗ trợ cho cô hả? Dạ lúc mà bính thì không có ai chân á tại trong nhà không ai biết cái chân á. Dạ rồi chạy ra một lộ rồi có người này người kia thấy nó chạy kêu mấy đứa cháu nữa người cháu này nó chạy lại rồi nó đưa đi thì ổng xách xe ổng chạy lên trên ngoài lưỡi xã đồ thú rồi. Cái khi mà quánh cái chân đó cô thì như thế nào cô có thể là chia sẻ cho tụi con biết được không? Lúc đó ông quýnh dữ lắm luôn không biết đường nói nữa. Thì đưa cái đầu ông quýnh cái đầu rồi xong ông quýnh rồi tại vì ông quýnh ngã xuống rồi cái miếng cái đầu bò vô trong sàn rồi cố tình lắm nữa rồi làng xóm là có cái lúc đó có biết không? La không được chứ la không được rồi không ai biết lúc mà không ai biết chứ. Rồi mới chạy ra ngoài lớn người xúm nhau người học sinh rồi nấy kia người này người kia mới thấy. Dạ và sao con thấy ở trên đầu con nhiều quá trời như vậy con? Dạ nó quýnh hai ba cây lận chung ok cái đầu về máu dữ lắm luôn. Cái đầu là mình khâu mấy mũi rồi cô? Không biết chắc cỡ khoảng mười mấy mũi gì hai ba lần gì đâu chết nữa. Hai chỗ lần anh ơi, hai chỗ. Bác sĩ trên này là hai chỗ bác sĩ mà tưởng nó có một chỗ mà rồi cái sao mai hồi cũng thấy ra rồi mấy lần ấy trở lại mai nữa đó. À, cô với người chồng Hờ này mình sống với nhau được bao nhiêu lâu rồi cô? 5-6 năm nay rồi chú ơi. 5-6 năm rồi hả? Dạ. Là thời điểm đó là mình chỉ chấp nối mình ở với nhau thôi. Dạ ở không có giấy tờ gì trơn cái mình nó vính nó làm đi nhiều lần bán quán cái nó đập đồ đập đạc ra ủy ban mấy trận rồi. Hồi lúc trước là cô với chú đó là quen nhau hay là có ai mai mối gì không? Dạ quen nhau. Tự động quen nhau hay là trong tình huống nào cô? Dạ, ở quán của đứa cháu ở gần ngàn mấy đứa nhỏ này nè. Rồi ngồi nói chuyện rồi qua lại chưa đầy tôi mới mở cái quán tính mướn cái nhà mở cái quán giao dịch bán rồi nó sắp vô nó ở luôn chứ không có nghĩ là thành nữa. Rồi sao rồi cái hai người cái gặp nhau thường xuyên hả? Dạ còn nghĩ mà rồi vợ hai đứa dọn mướn cái chỗ làm bán đó rồi bán luôn rồi ở sống tới giờ. Giống mà có hạnh phúc gì đâu chứ mà thôi hoài thôi không được. Vì đó tôi đang ngồi mình, khi mà mình bị sự việc này nè là chính chồng hợp của cô đã ra ngoài cơ quan xã người ta trình báo rồi. Dạ. Rồi phía bên đó hiện tại là có đưa ra cái vấn đề gì chưa? Thì công an đồ lên trên
chỗ bệnh viện đó, có khảo sát rồi chú. Dạ. Dạ, có quay hiện trường lại hay gì đó không biết nữa. Nghe mấy đứa cháu nó nói. Là hiện tại bây giờ cô ở nhà này là nhà, nhà của ai? Nhà của mẹ này, mẹ cũng mướn, em út mướn, mướn ở mướn nhà. Nhà. Dạ. Nói chung là hiện tại gia đình mình không có nhà cửa gì hết. Dạ không, ở ngoài cũng mướn nữa đó. Ở nhà thuê không hả cô? Dạ. Con mình đứt ruột đẻ ra mà mình nghe gì quánh ngoài ngoài đau lòng ở ngoài ha. Không có cho bái rồi mới về mới cho bái. Ông xỉu lên xỉu xuống. Ủa rồi từ lúc mà cô quen với lại cái người chồng rồi đó, rồi cô có về bên nhà bên mẹ chồng được không? Dạ có, thì ba mẹ chồng thì chết hết rồi, rồi còn mấy anh mấy chị thì cũng tới lui vậy đó. Dạ. Đám thì cũng như xuống đó, nói chung là cũng không có gì. Mấy chị mấy anh đủ ai cũng không có ghét bỏ mình, có mình đánh nữa. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là khi sự việc này xảy ra, phía bên gia đình bên người chồng đó có ai qua để đi thăm cô không? Nghe nói có đội đi thăm đó rồi mà sao không thấy chú ơi. Dạ. Mình ở với nhau 6-7 năm trời nhưng mà cái tác động vật lý này nó xảy ra thường xuyên với cô hả? Ừ, không, cái này thì mới đây là nặng nhất, còn mấy lần kia thì đấm cái đầu, lấy cái tay đấm cái đầu rồi. Con á, thật sự á là con nghe cái này con cũng giận á nè, con giận, con cũng giận cô lắm. Con nói tại sao cái lúc mà quá trình mà sống chung với nhau một thời gian rất là dài, dạ, cô cũng thường xuyên bị chú tác động như vậy, nhưng mà tại sao cái điều gì mà khiến cho cô phải ở chú với chú lâu như vậy? Dạ không biết nữa, không biết những lý do sao cũng muốn thôi hoài mà thôi không được, không biết nghĩ sao không biết nữa. Vô thôi cũng mấy tháng chờ về mấy đứa cháu này ở cũng quay đầu trở về, cái số kiếp gì chú ơi. Cô nghĩ gì mà cô quay trở lại? Không biết, nó năn nỉ nói tôi bỏ, tôi không là này nọ với em nữa này kia, năn nỉ rồi chịu siêu lòng, chịu không nổi rồi về sống, thấy ông cũng tội nghiệp, thấy sống một mình không có ai hết trơn, ổng cũng vợ bỏ cũng 2-3 đời rồi, cho nên mình thấy rồi vậy thôi cũng tội nghiệp, rồi mình về mình sống giống cứ bỏ cái tật xấu đó, ai về đâu cũng vẫn còn. Hằng ngày là cô làm công việc gì cô? Đi mua phế liệu chú ơi, mua về tới chặn dàn chưa về nhà. À. Sáng là nấu cơm nấu nước sẵn hết rồi. Rồi đấy nhà chồng chú là làm công, chồng của cô là làm công việc gì? Ảnh thì bây giờ nó ở nhà nó bán quán nước đó. Mấy cái giỏng gì bán cà phê gì đó mà xách xe chạy đi hoài. À. Không có ở nhà, rồi về nấu. Người chồng của cô được bao nhiêu tuổi? Anh 50. 50, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Dạ. Thời điểm mà quen nhau là lúc đó là có hạnh phúc không cô? Thì cũng hạnh phúc lắm, cũng thương yêu mà, sau này không biết làm sao. Rồi cái đi hoài, đi quỷ, đi bỏ. Hồi đó mở cái quán bán, rồi bán cháo vịt đó, rồi ông bỏ, ông đi hoài đó, ông đi đầu này đầu kia. Tới chừng về nhà nói anh cái nói sao không làm tiếp em. Ông đi hoài vậy, ông nói ông đi công chuyện của ông. Nói tới là đập đồ liền xuống sông hết trơn như. Vậy cô có nghĩ anh là lúc đó mà ông có thay tính để mà có quen người khác rồi mới về mới hành hạ cô như vậy không? Dạ không, chắc không nghĩ như vậy, không có đâu. Mà chờ chuyện khác á, không có chuyện gì ngoài đường không có. Chứ còn chuyện ghệ gọc chắc là không có. Cô nói vậy thì con cũng không biết nói như sao nữa. Nhưng mà thật sự khi mà không có người chồng nào mà tàn tạ mà ở mình vậy chứ á. Còn sau này cái mới đây thì không biết có không thì mình không nghĩ tới. Hiện tại bây giờ sức khỏe của cô là cô thấy nó như thế nào rồi? Nó chóng mặt không chú ạ? Chóng mặt chứ. Nó thiếu máu. Cái lúc mà ông tác động cô là bằng cây với ống tiếp hả? Thì cái ống tiếp đó đó. À. Ống tiếp ông đập, ông đem cái ống tiếp đó ra ngoài ủy ban luôn mà. À, là những cái gì mà ông gây ra cái sự việc này là ông đem ra trình báo cơ quan hết. Dạ. À. Bây giờ là cái chân của mình là có giống như là mình biết nó gãy từ đâu tới đâu không? Thì nó chú trong cái này hình như có gạch làm giống hay gì. À. Gạch ngang đó. Nó có gạch giống cái đồng dừa luôn rồi nè. Đồng dừa. Quá trời. Sao mà ác quá. Gãy bao nhiêu khúc cô? Không, không biết nữa. Tại vì mấy chú cấp đó gây mê rồi không biết nữa. Rồi cánh tay bên kia thì sao con? Không có sao hết á. Không sao, còn đây con thấy sao mà nó bầm đen, nó quấn, bầm tím chân đây. Nó quấn này, quấn này. Bầm. Quá trời. Quấn dữ như trời. Cái này chắc cũng khoan dữ lắm khoan. Ồ, nó sưng cứng ngắc nè, ở nhà ơi. Sưng cứng ngắc à? Nó quấn bằng chẳng đây như đó. Là này là quấn hết lóc nè, kiểu này ống tiếp quơ hết tay luôn á. Quấn mà đã chết. Phải ống tiếp không con? Quấn ống tiếp. Ống tiếp nè. Cái cây, hai cái cây nhà đập nứt đá. Trời ơi trời. Còn ở trên này tác động bằng cái gì đây cô? Thì nó luôn đó. Nó luôn hả? Ông tiếp luôn hả? Ông tiếp luôn. Trời ơi. Quýnh ông tiếp tầm sao một. Sao mà vợ chồng sống chung nhau mà thương nhau đó giờ mà ở nhau mấy năm rồi sao mà quýnh dữ vậy? Không biết lý do sao. Mà quýnh dữ vậy.
Nếu mà bây giờ mà ông chịu tội rồi, cô có còn muốn quay về nữa không? Dạ không đâu chú. Dạ. Dạ, dạ chuyến này là không có còn nghĩ gì, ông kệ ông đi. Là dạ, sợ luôn ha. Sợ dữ lắm. À, con nghe nói là cô nằm bệnh viện á, mà không có tiền, mà không có điều kiện rồi cô mới về nhà hả? Dạ, rồi bác sĩ nói bị gì thấy không có bảo hiểm đó. Thấy nhiều tiền quá, cháu con mấy đứa cháu nó gom góp đợi cho chồng mượn. Đứa nào cũng có chứ là phải giàu có gì. Bây giờ cô hiện tại là những cái chi phí này là từ hôm bữa giờ là hết bao nhiêu tiền rồi cô? Trong cũng 8-9 triệu, vậy ăn uống này kia có ra mười mấy rồi đó chứ. Rồi tiền mình nằm vậy rồi tiền đâu mình chữa trị? Dạ, còn bởi vì con nguyên cầu cứu mấy chú lại vay cho tôi rằng tôi có số tiền đừng có gì sao tôi đi trị bệnh. Đặng người về tôi khỏe mạnh về tôi lo cho mẹ tôi. Giờ chỉ còn mẹ tôi lo. Giờ ngoại ơi, ngoại có gì làm gì ra tiền để lo cho con bây giờ gặp sự cố gì không ngoại? Bà cũng bệnh rồi, mới đau lên đau xuống rồi. 87 tuổi. Tiền hả? Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 87 rồi. 87 tuổi hả? Rồi hôm bữa giờ là con bị vậy rồi có giận chồng không? Giận chồng của chị không? Giận con của mình không? Bữa giờ có gọi điện cho con rể không? Không có. Không có luôn hả? Không dám gọi hay sao? Không gọi. Gọi hỏi sao quýnh con tôi dữ vậy? 87 tuổi là nằm lo cho cái con vậy nè. Cho con mình bây giờ tay chân thì dày. Phải cô nói là con mua đồ ha, con cũng đỡ ha, còn này. Cô nói cô mua phế liệu hả con? Thì dạ, một ngày vậy là mình mua rồi mình lời được bao nhiêu rồi? Khi nghiên chí lời được 100. Dạ. Cái hai chí thì lời được 100 mấy 200. Rồi chồng của cô là không làm gì phụ hỏi cô luôn? Dạ không. Ông bán nước thì ông bán. Ừ, ông bán rồi để ông lấy tiền xài chi phí ông thôi. Ừ. Tiền nhà tiền cửa tôi lo hết trơn. Dạ. Ăn uống hàng ngày cũng lo, tiền điện tiền nước tôi lo hết trơn. Sao sống khổ vậy mà sao lúc trước mình không chịu bỏ luôn cho rồi mà cứ quay lại để rồi giờ tình trạng này xảy ra kỳ cô. Trời. Chú ơi không biết nợ gì mà cái trước tôi nặng dữ lắm hay gì. Cái nghiệp mấy chú công an cũng nói rồi. Mấy chú là cái sự việc của mình đã từng xảy ra nhiều lần và địa phương người ta cũng đã can thiệp nhiều lần rồi. Dạ, đúng không? An, dạ mấy chú công an lên nói. Em nói chị nói chị bỏ, chị không bỏ, tới giờ chị quay lại chị khổ. Nói chung là địa phương người ta đã can thiệp rồi đó, mà tại do là chị cô nặng tình, nặng nghĩa quá làm sao dạ, đó. Ai cũng nói đi mặn không? Sao chồng không đi mặn vợ để đi gì? Thôi kệ, để ông ở nhà ông buôn bán đi, còn mình nó đi. Mình mặn gì mình lo, giống như mình là đàn ông vậy đó. Không thì mỗi người nó cũng có một cái công việc cô. Thì dạ, anh chú nhà chú bán buôn cũng có tiền mà. Bán buôn có tiền mà, nhưng mà ổng phải nhờ nói thôi đi mà buôn bán có tiền ông đừng có gì nữa không một ngày ông đừng có mua giấy số nữa mua ít thôi mua trường ngày 10.000 ông tiếp giúp tôi cái chữ mấy tiếng biết đèn điện thì cũng kêu tôi đóng nữa. Thì là vậy là đây là mấy cô này là sao với cô này cháu hả cháu chồng. Vậy là cái bữa mà sự việc đó xảy ra là mấy cô ở đây là lại là hỗ trợ cho cô đây ha. Thì nãy cô cũng có nói là khi mà được cháu trong nhà đưa ra bệnh viện là cái sự việc đó bữa đó sao vậy chị? Cái việc đó là bữa đó người ta kêu cứu cô em thì cô em đó ra người ta ai mà để lên trên võng rồi. Cô em đó là không còn biết gì nữa, em mới đưa cô em lên trên trạm xá. Nhưng mà em đưa biết ban trước rồi em lên trạm xá trình bày như vậy đó. Rồi em đưa lên trạm xá hay xá thì chuyển ra hội nghị. Chuyển hội nghị ngay ngày cấp cứu, ngay cử cấp cứu đó thì cô em á một lô mũi máu này chảy hết trơn. Đó, chảy hết trơn rồi mới vừa khiêng băng ca lên là máu luôn. Trời đất. Đó. Lúc đó là giống như là cô còn tỉnh đâu, cô này. Dạ là cô không còn biết gì đó. Lúc đó là cô là dạng không như còn là hôn mê rồi ha. Dạ dạ, cô là không còn tỉnh nữa. Rồi, sau sự việc đó đưa ra rồi khi đó chị trực chiến 24/24 trên bệnh viện luôn hả? Dạ trên bệnh viện là ở chánh đó. Lúc đó mình vô mình thấy là cái đó giờ như cái cô này sống với chồng á là có tình trạng trước đó nó xảy ra nhưng mà nhẹ. Dạ. Rồi nhưng mà đợt này nặng hơn. Dạ đợt này nặng hơn. Dạ. Tại vì cô em thấy em vậy là em bức xúc quá. Bây giờ em bức xúc giờ lấy lại công bằng cho cô em. Mà chị muốn lấy lại công bằng sao chị? Chứ công bằng cô em hồi đó giờ như vậy đó. Nhờ lấy công bằng như là mấy người mà đối xử với cô em như vậy đó. Lấy lại công bằng cho cô em vậy. Thì theo bức lực xử. Dạ bắt buộc phải xử. Tại vì nhiều lần quá rồi. Không quay một lần gì. Nhưng mà chị có hiểu một điều là hồi lúc trước mà khi mà bên chỗ mấy anh ta cũng đã khuyên ngăn mình rồi. Dạ. Nhưng mà mình lị mình sống mình về. Dạ. Mình sống lại. Nhưng thì bây giờ người ta nói vậy mình
phải chịu thôi chứ sao giờ. Bây giờ như em nghĩ như là chồng con gì, thí dụ anh giận quá đi anh tán dài bạc tay cũng được. Ai lúc nào ai cũng phải vậy, nhưng mà chồng nào tác động như cô em gì em không chấp nhận. Là quá đáng. Dạ, quá đáng lắm. Chị rồi cũng dù gì chị cũng có chồng có con rồi đúng không? Nhưng dạ, mà thấy cô mình vậy mình xót lắm. Đúng dạ, rồi, cô em mà. Dạ. Khi đưa đi vậy rồi tiền chi phí rồi sao chị? Thì chi phí đó là hôm đó là rất chiều đó là đóng 8 triệu, qua ngày sau đóng thêm 3 triệu nữa. Rồi. Dạ. Rồi, tại vì không có bảo hiểm mà. Dạ. Rồi với tình trạng sức khỏe giờ nó đa là bên bác sĩ có nói là bao nhiêu phần trăm thương tích không? Cái này em cũng chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Dạ. Ừ. Nãy cô có nói là khi mà xong sự việc thì chính người chồng cũng đã ra trình báo cơ quan rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì cũng đang chờ để xem tình tiết làm sao để xử tiếp đúng không? Dạ dạ. Dạ. Giờ chị cần mong muốn điều gì chị cứ lên mạnh dạn lên tiếng đi, để đây cho mọi người biết cô bác anh chị mình trên mạng xã hội á, người ta hỗ trợ được gì người ta hỗ trợ. Em cầu là lo như giờ mấy anh giùm, nhờ mấy anh là giúp cho cô em được một số tiền trị bệnh đó. Ừ. Như chị cho bà nội được một số nào, cho những bà đi bệnh viện hoài đó, cho bà nội được một số nào đó. Này là có được mấy người con? Có một người con thôi. Một người con mà giờ là trai hay gái? Trai nữa, có vợ à, mà đi mặn hồ không anh ơi? Mặn hồ luôn. Dạ, cũng bắp bên. Ừ. Rồi hôm bữa em nghe là anh trai đã biết sự việc thì lúc đó anh trai lúc đó tâm trạng như thế nào? Nó bối rối lắm, nhưng mà này ở đây khuyên nó phải dần lại. Ừ. Tại vì cũng còn công an quốc lực nữa. Ừ. Mình đừng hành động người thao này nữa, mình khổ. À. Thì hôm bữa cô có nói với em là khi mà anh biết được sự việc anh rất là nóng. Đúng rồi. Và tính tìm cái người cha dượng nữa đó. Dạ. Để mà nói chuyện cho nó rõ ràng. Nhưng mà em ở đây là nguyên gia đình em, dòng họ em khai can rồi em. Ừ. Khi nóng giận quá thì nó cũng mất hay lắm. Đúng. Em là cháu em còn sót mà. Yeah. Cô em đi bán mua chai gì suốt ngày như vậy, bảo nhịn nói những khác. Ừ. Đừng lo cho ổng, nhưng mà giờ ổng đối xử như vậy. Em cũng cô đau chị lắm. Hiểu về cái cuộc sống của cô như thế nào không? Thì cũng khó khăn thì em hiểu, nhiêu thì em trình bày với anh với nhiêu vậy thôi. Ừ. Chứ em cũng hiểu không hết được. Hằng ngày là chỗ đi bán, vừa đi dạ, bán vừa đi lụm hay là đi mua thôi? Vừa mua, rồi ừ, thấy thì cứ gơ gơ ngoài thì cũng lụm. Dạ. Dạ. Cấp nó bị quýnh ngoài nhà ngoài á. Dạ. Tôi nhà trong đây tôi không có hay. Rồi nhỏ cháu nó mới điện vô, chồng tôi cũng bắt máy. Rồi mới đưa máy cho tôi nghe. Dạ. Nó nói là cô Tư ơi, cô Năm bị quýnh dữ lắm rồi, cô Năm bò ra ngoài lộ á. Cái tôi mới kêu trời cứ đất, trời ơi sao quýnh dữ thằng vậy. Yeah. Quýnh gì quá trời quýnh mới tới bò ra ngoài lộ, sao chịu nổi không? Nó ác dữ vậy, thương không thương thì nó thôi đi. Yeah. Chứ có đâu còn anh em chị em mà dòng họ cha mẹ còn mà. Yeah. Mà sao nó quýnh ngang vậy? Cái gì em tôi chặt thì nói lên. Rồi bây giờ chị ơi, anh chị ơi, bây giờ lại vợ tôi nó chặt chị, nói với anh chị giải quyết rồi sao? Nếu mà chị, anh chị, cha mẹ không giải quyết. Ừ. Thì em giải quyết. Đúng rồi. À, cái này nó ở trong này quýnh ngang nó kéo em tôi vô bòi được cái đầu vô sàn. Ừ. Cái giò đưa ra ngoài nó quýnh quá trời quýnh, phải để cái đầu ở ngoài thì nó quýnh chết rồi. Yeah. Nó nói là tao quýnh cho chứ tao không có để cho mày sống. Yeah. Đó, con này nó mới tóc ra, nó mới bò ra lộ được. Mấy chú là mấy đứa cháu nó đi học được, nó mới kêu lại, đằng này kêu mấy cháu tôi lại. Yeah. Đó, rồi tôi tóc lên, đi cái xe buýt, xe đã ôm tiên chánh. Xe ôm tiên chánh, lên chánh là nó tiêm nghiệm hết trơn rồi. Tôi mặt mày tối tăm bề mặt hết trơn. Trời ơi, sao quýnh cưng dữ quá cưng. À, còn nước non nào mà sống với nó nữa không? Có tình, có nghĩa gì nữa mà cưng sống hoài. Đã chị nói với cưng là nhiều lần rồi. Cưng bỏ nó đi. Hạ nó từ bữa cơm, hầu hạ nó từ bữa cơm, bữa nước. Đi mặn gì à, chú coi chạng vạng cũng nấu cơm cho ăn, gung giò, gung cẳng. Ở nhà nó đi chơi, nó quán cà phê đó, một hai ly cà phê. Nó đi chơi, nó không có kể gì tới con nhỏ này hết. Thôi vì ở vậy thôi, vợ mình cực khổ quá. Thôi mình nấu cơm, nấu nước cho vợ mình ăn đi. Yeah. Cho có tình, có nghĩa. Vợ chồng mới có tình, có nghĩa. Có đâu mà con nhỏ này tối ngày đi về tới là đủ. Ừ. Là nó nói là nó không có lo cho con nhỏ này. Trời, con nhỏ này là hồi nó cái rồi là nó lo suốt luôn. À, chú coi,
Cô nghe tới tôi mệt. Cô thấy em ruột mình như vậy thì nóng ruột lắm. Dạ, cô bức xúc về bức cái xúc người lắm. Đàn ông đó như thế nào cô nhờ? Tôi thấy đàn ông đó quá quá không có kể gì tới vợ tới con. Dạ. Cũng như là kể như là con nhỏ ở đợ. Dạ. Ở đợ mà quýnh không nương tay. Dạ. Đó. Không có cái gì mà nương tay với là em tôi hết. Dạ. Tại vì hồi đó vợ sống với nó 5-6 năm trời quá khổ. Dạ. Nước mắt của em tôi là nước mắt chan cơm ăn. Dạ. Đó, sống quá khổ, hoàn cảnh quá khổ. Bởi tôi mới nói thôi cưng ơi, nếu mà cưng sống không được á, thì cưng thôi đi. Chứ cưng để mà cưng quá khổ sau này nó quýnh cưng chết. Dạ. Đó, quýnh cưng là không có, có nương tay cưng. Nó đâu có thương cưng đâu. Đó, phải nói thương cưng á thì nó nương tay, vợ chồng nương tay với nhau mà sống. Đó. Cô ơi, cho con hỏi cái lúc đó mà nếu như mà em mình mà không bò ra được á, mọi người không cứu thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Là nó chết luôn. Trời ơi. Nó không ra được, nó bò không ra được chú. Ừ. Nó ním cái áo em tôi lại. Ngày đó họ không thôi. Không bò ra được là ở trong đó là chết. Nó quyết tâm giết em tôi chết. À. Đó. Mà con này nó bò ra được. Số mạng của con còn lớn. Dạ. Còn lớn. Đó, bò ra được. Chắc cô bây giờ ám ảnh lắm, cô quay mặt với trong cả nhà. Trời ơi. Sao vậy cô, ám ảnh hay là sao vậy mà cô quay mặt với trong vậy cô? Nó khổ lắm, bây giờ nó khổ lắm. À. Bây giờ là ám ảnh dữ lắm hả? Dạ. Nhớ nó quýnh là ốc ác, nó vẫn ốc hết trơn. À. Thật sự như giờ cô cũng có người chồng, cũng có con nhưng mà chưa thấy. Chưa thấy từng nào mà như em tôi. Dạ. Chồng con tôi cũng lo đàng hoàng tử tế. Dạ. Chồng tôi cũng lo mà còn tôi cũng lo. Chú của nhà như chồng nhau. Của cô biết chuyện này chưa? Biết, đây là chồng tôi ngồi, chồng tôi cũng bị tim. À. Dạ. Bệnh tim hoài vậy đó, mệt hoài. Nhưng mà chú ở nhà như hay chuyện này chú có nghĩ điều gì không cô? Ông nói sao quýnh đó giữ thần. Dạ. Ở không ở thì thôi. Dạ. Có đâu mà quýnh giữ thần. Dạ. Chắc có lẽ nếu mà mình bà con biết hết thì chắc có lẽ là ai cũng la làng. Ai cũng la làng hết. Ai cũng la làng hết. Mày sống với nó làm gì nữa? Ồ. Còn nước non nào nữa mà sống. Đó, nó quýnh cỡ đó phải chi vợ chồng thương nhau. Nó quýnh bạc tay, hai bạc tay. Tao quýnh mày dặn xuống đây nha. Rồi tao nói với cha với mẹ mày, với anh với chị mày, lại coi mày đúng ha, mày sai ha, mày quấy. Chưa có cứu em tôi được 1.000 bạc nào hết trơn mà gì hả? Chưa có cầm chầu cầm cao rồi. Con thưa mẹ thưa cha là con ngày nay con cướp vợ con về. Không có. Dễ quá. Đó, cha mẹ tôi dễ quá, rất dễ. Mà nó lại nó làm như vậy đó. Yeah. Không có bắt lỗi hồi nó. Có chồng tới giờ không có bắt lỗi nó một tiếng nói nào hết. Yeah. Mẹ tôi thương nó kể đó thôi chứ còn đòi gì nữa. Yeah. Vậy là lúc mà cô bé rồi quen với người đó là ở nhà mình có cấm không? Hay là có không có cấm gì hết, không có ngâm cấm gì hết. Yeah. Lại thương nhau, nó ở nhau làm gì làm. Yeah. Đó, mẹ tôi nói vậy. Đó, bắt buộc nó làm gì. Đó, tình thương nó đâu có bắt buộc được. Yeah. Đó. Thật sự đây là một cái câu chuyện mà đáng để lên án, rất là phẫn nộ cho cư dân mạng luôn á. Cái này là xứng đáng luôn, này là quýnh là xứng đáng đồng tiền. Dạ. Yeah. Đó. Đó là trên thế gian này tôi chưa có ai mà quất ống tiếp lên cái đầu vợ như vậy hết. Đó. Nói mà không dám suy nghĩ tới luôn. Nhức đầu, nghe đó là nhức đầu thiệt luôn. Bữa là bộ đồ nó là ướt bộ đồ. Không ướt bộ đồ cái ngoài ha, ướt bộ đồ ngoài, ướt cái bộ đồ trong luôn. Trời ơi. Hai cục bông gòn vậy nè. Hai cục bông gòn là có gì dắt ra nước luôn hả? Dắt ra nước luôn, nó trôi luôn. Trôi luôn, hai cục bông gòn nó lớn như gì. Có ai mà đành đoạn chồng con ai vậy không? Cô nuôi cô bé trên đó là nuôi ở đây. Là bây trên bác sĩ nói là thương tích bao nhiêu phần trăm mình có biết không? Không biết thôi chú, tại vì chưa biết không, tôi không rồi, biết. Rồi cái phần đầu nó có bị ảnh hưởng nặng phần cứng không hay là chỉ ngoài phần mềm ngoài thôi? Phần mềm. Phần mềm thôi không? Bị mà mười mấy vít thôi, ngày mai mười mấy vít. Vậy là cũng còn mai chút. Còn mai lắm. Cái chân thì sao cô? Cái chân nó gãy. Nó quýnh ông tiếp. Gãy luôn cái ống xương ống luôn ha. Dạ. Đưa cái giò vô, đưa cái đầu vô trong sàn miếng sắm. Nó tóc ra. Đưa đầu ngoài là em tôi chết rồi, tới nay chôn mất tiêu rồi. Quýnh gì quýnh dữ rồi trời. Nhiều ơi ha. Cưng không thương á thì cưng nói với cha với mẹ. Còn với anh với chị, cưng làm kiểu này là chị giận dữ lắm luôn. Nói thiệt chứ cưng nghe. Ổng tên gì cô? Tên Nhiều. Tên Nhiều hả? À. Mình nói vậy rồi lỡ mình có sợ không? Không sợ gì hết chú. Quýnh em mình quá trời, chị nóng ruột đâu chịu nổi đâu. À. Vậy thì cô nhắn nhủ với cái người đó đi. Ừ, đó, tôi nhắn nhủ á. Cô nhắn nhủ lại đi. Cưng nha, cưng quýnh con bé em. Nếu mà cưng không thương, cưng nói đi. Này,
gây lộn một chút xíu, vợ chồng gây lộn ở 6 năm trời rồi. Giả bạc tai hay bạc tai đi, đâu có ai đâu nói gì đâu cưng. Mà cưng cứ liều mạng hả, cưng giết cho nó. Cưng không có ngờ, ngờ nè mà chị không có ngờ mà cưng quýnh kiểu đó thôi. Cưng ăn ở với nó mà sao cưng quýnh kiểu đó là sao? Hả? Quá bức xúc luôn con chị. Hả? Cái tiếng vợ chồng. Vợ chồng mà cưng quýnh kiểu đó là cưng là sao? Cưng nói cho chị nghe đi. À, cô cho con hỏi khi mà mình giấu ngoại rồi lúc mà đưa cô bé về đây rồi ngoại lúc đó chắc chịu không nổi hả? Giấu mẹ không, không có dám nói với mẹ. Dạ. Tôi nói là bé em nó đi xe da chài nó té ngang mẹ ơi. Là nói cô bị tai nạn ha. Trúng cái giò chứ không có gì hết trơn á. Ừ. Cái bà hỏi với chồng nó đâu không nuôi. Dạ. Tôi mới nói là mẹ ơi chồng nó. Trời đó. Mẹ ơi chồng nó chết rồi không có nuôi được. Dạ. Để con đi nuôi. Đó. Giờ này thì ngoại biết thì cái rồi lúc mà ngoại biết thì ngoại... Bây giờ mới trở về ngày hôm qua ba khóc thôi là khóc. Nó trời ơi vậy nó gạt tao, nó gạt tao gì đó. Quýnh chết lên chứ xuống mà còn gạt tao nữa. Sợ má mẹ ở nhà ba chết đi. Nói vậy dạ. Chứ đứt ruột. Thiệt thương bây giờ có mặt bà ngoại nè. Ngoại ơi xưa giờ như ngoại nuôi cô bé từ nhỏ lớn, ngoại có dám rầy la quýnh cô bé như tiếng nào không? Dạ. Cha mẹ mà đã nuôi từ nhỏ tới lớn, tới bằng cùm tay, nghe nhiều, tới bằng cùm tay tới bây lớn cho mày nhờ ha. Mày nhờ mày trở lại mày quýnh em tao như vậy nha. Mày chưa có cứa được đồng bạc đồng xu nào hết trơn đó nghe nhiều nha. Nha. Mày con ngư hả, mày con thú nha. Quá bức xúc luôn, quá trời cái câu chuyện này. Chịu không nổi. Thấy mà em thật sự là cái câu chuyện mở nguồn ra là vì bịch muối. Bịch muối. Đúng không cô bé? Kêu con nhỏ này lấy bịch muối à. Có bao nhiêu vậy đó mà kiếm chuyện. Vì một bịch muối mà nghe giống như là vợ kia từ từ lấy. Mà lúc đó mới mờ mờ sáng rồi đúng không? Dạ à. Mờ mờ sáng à. Chỉ bịch chuyện. Muối thôi mà quýnh vợ nhập viện à. Câu chuyện thật sự là mình không hiểu nổi luôn. Con quay chương trình mà con nghe được cái câu chuyện này Ít có ai có cái vụ này lắm à. Mấy chú quay đi, mấy chú có cái cảnh nào mà khổ như cái cảnh này đó. Cái nhà mướn nó đi mà mướn gì nó cũng đóng, nó trả tiền điện nó cũng trả, nó đâu có nạnh cho thằng chồng nó đâu. Nó cũng lo hết rồi còn gì nữa đó. Mấy chú nhắm còn gì nữa không? Rồi lúc đầu á thì tụi con cũng chưa có hiểu được sự việc, tụi con nghĩ là chỉ trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc nó cũng có hay cãi vã. Thì đâm ra là có nhiều cái vấn đề trong cuộc sống thì ai gia đình ai cũng vậy thôi. Chứ ai chén nào úp mà không khô. Thì mà không ngờ chỉ vì bịch muối mà nó làm ra cái câu chuyện như thế này. Phải chi mà chuyện lớn lao thì không nói gì. Dạ. Dùng bịch muối rồi truyền qua truyền lại mà, cái gì đâu mà kiếm chuyện này kiếm chuyện kia. Nó câu mâu tỉ chút với con nhỏ này. Lần này là mình bị là lần thứ mấy rồi cô bé? Cô nhớ nổi không? Quýnh một lần trước trên đầu. Đang ngồi giống. Đang ngồi giống hả? Giống. Có cãi vã gì không con? Nóng có mấy câu. À. Lại con nhỏ cháu dâu cản ôm cái đầu. Nó là quấn bữa đó cũng bể đầu. Trời đất. Bằng cái tay. Nó quýnh 2-3 lần rồi. Bằng cái tay của. Hồi về tới giờ 6 năm mà quýnh năm biết mấy lần nó gây lộn không biết bao nhiêu lần nó. Dạ. Lúc đó cô có khuyên ngăn không? Không, tại vì tôi ở xa. Vậy ở xa không hay không biết. Không hay không biết. Tại vì nhỏ này nó giấu lắm. Hai chồng nó gây lộn với nó giấu lắm. Bữa nay chuyện lớn rồi mình chuyện lớn mới biết. Dạ. Rồi bây giờ là cô lỡ rồi cô có siêu lòng cô ở nữa rồi cô tính sao? Không dứt phát. Nếu mà em tôi nó ở lại là cả dòng họ dứt phát nó hết. Là từ cô bé luôn ha? Từ luôn. Cho nó đi theo hồng đó ở làm gì làm. Chết sống không có nghĩ tới nữa. Cỡ nào cũng phải đưa em mình về. Cỡ nào cũng phải đưa em mình về. Quá khổ rồi, sống với nó là quá khổ rồi. Vì một bịch muối mà quýnh vợ mình nhập viện, bây giờ phải chạy về nhà cầu cứu mẹ ruột là 87 tuổi hả? 87 tuổi. Trời ơi. Mẹ ruột cũng mướn nhà ở chứ đâu có nhà đâu mấy chú. Mướn nhà ở người em thì đi mừng hồ, không đủ sống mấy chú rồi. Rồi bây giờ cô bị như vậy, rồi con cô bé đi làm thì chắc cũng phải phụ lo hả? Nó nuôi vợ con nó không đủ nó chú. Dạ. Yeah. Có hai đứa con đó. À. Đi mừng hồ, đâu có mừng hoài đâu mừng. Khi nghỉ đâu có mặn thường đâu. Dạ. Yeah. Giờ chứ ngoại giờ ngoại nuôi gì nổi nữa nuôi. Nuôi gì nổi nữa đâu nuôi. Bây giờ bởi giờ cầu cứu mấy chú giúp. Ngoại ơi, như ví dụ giờ cô bé ăn cơm được ngoại đút được không? Được hả? Trời chắc ngoại tối ngày ngoại ngồi vậy ngoại bóp tay cho cô bé không quá. Giờ mẹ già phải chăm lại cho con gái 52 tuổi. Bà thương nhỏ này dữ lắm. Dạ.
không vô hôm bữa với hai là bà nhắc rồi. Quá khổ luôn, giờ con gái 52 tuổi phải lo cho mẹ già đúng không? Còn bây giờ sự việc nó xảy ra thì bây giờ là mẹ già phải lo lại cho con gái 52 tuổi nữa. 52 tuổi nằm chỗ. Trời ơi trời. Hôm nay thì Tấn với lại là Nguyễn Hiếu tới đây thì nói chung là thăm cái hoàn cảnh này thật sự là quá là bi đát cô chú anh chị. Nói chung là chỉ có một cái bịch muối thôi mà bây giờ là quánh cô đến nông nỗi này. Coi như là không còn một cái gì nữa để mà nói một người phụ nữ. Cô chú anh chị đúng sai ở đâu mình không biết. Cái đó thì pháp luật người ta sẽ trừng phạt, can thiệp. Còn ở hiện tại ở đây á thì bắt buộc phải cầu cứu một mẹ già mà 87 tuổi, cô chú anh chị cũng thấy rồi đó. Đâu có làm được gì đâu, lương bổng nhà thì ở trọ. Hôm nay thì Tấn tới đây, Tấn cũng xin phép trích một số tiền. Đó là 1,5 triệu của cô Lê Thị Toàn ở bên Cali. Là để giúp đỡ cho cô tiền thuốc men trước mắt. Ha, nếu mà còn duyên thì tụi con sẽ quay trở lại đây nhé. Dạ. Cũng cảm ơn cô Lê Thị Toàn. 4, 5, 6, không muốn nói gì hơn, cô cảm ơn rất nhiều. 10, 11, cho tôi hết bình. Nói cả nhà. 15. Là cô cầm giúp con ạ. Mình nói cái chuyện tình cảm trước đi. Tình cảm thì dù có vợ chồng nó cắn đắng như nào, cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có đến đổi mức độ mà đánh mà vợ phải nằm như đây. Mình coi như có cái đầu với lại cái chân thôi cả nhà. Cái chân thì để đi, cái đầu để mà mình vận hành thôi. Nhưng mà bây giờ cái đầu thì tét hai ba lỗ. Được cái chân thì nó gãy mười mấy lỗ kim hả? Dạ. Mười mấy lỗ kim. Đó thì ngày hôm nay trước mắt là em thấy cái hoàn cảnh của mình vậy. Mẹ già thì cũng không làm được việc gì hết để mà giúp đỡ hết. Mà giờ hôm nay lại phải mang một gánh nặng của con như vậy. Thì thôi bây giờ ngày hôm nay em sẽ trích số tiền Mạnh Thường Quân ở bên em. Em gửi cho chị 1 triệu để mà chị coi như là mua thuốc đi. Mua thuốc men để uống cho qua cái ngày đoạn tháng này trước cái đã. Dạ cảm ơn chú Mạnh Thường Quân, chú Hiếu. Vậy thì lúc nãy giờ là gia đình mình là cái câu chuyện này là câu chuyện đúng sự thật đúng không cô? Dạ. Vậy thì cho phép tụi con đăng tải những cái đoạn video này lên các trang mạng xã hội nha. Nếu mà để xem thử mình có lấy lại được cái sự gì không. Rồi có cô bác anh chị Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ hay không nữa thì tụi con sẽ quay lại đây giúp đỡ cho gia đình mình nhé. Cho phép tụi con đăng lên nha. Mình không có sai gì ha, không có nói sai gì ha. Không có nói sai gì. Nếu mà có sai là gia đình với lại cô là chịu hoàn toàn trước pháp luật nha. Cô nói đi cho con, tụi con vui lòng. Cô có đồng ý không? Cho mấy chú đăng lên rồi cho mà cho cộng đồng biết là tôi như thế này. Chứ nói chung là tôi nói thật sự, tôi không có gì để gọi là tôi sợ hết. Có sao tôi nói gì. Nhờ nhờ mấy chú với bên cộng đồng có giúp đỡ cho tôi đặng sau này tôi sức lực tôi có tiền nữa mà tôi lo cái bệnh già tật tôi đặng tôi có tiền nữa tôi lo cho mẹ già. Tiếp em tôi... cô có nhắn nhủ với lại cái người chồng của mình như thế nào không cô trực tiếp cô nói đi cô. Tôi nói là ông nhiều ơi, ông ác với tôi quá trời, tôi lo cho ông anh cũng biết mà. Tôi lo cho anh thừa biết mà tại sao anh đối xử với tôi quá tàn nhẫn như vậy. Thôi cũng như là lúc này là tôi ông là không còn duyên nợ nữa rồi. Mạnh đừng anh ấy đi. Rồi tôi cũng mong cho ông sống tốt. Đó, vậy chứ tôi bây giờ tôi đã khổ rồi. Đừng đeo đuổi tôi nữa, đừng có biến tiếp làm gì. Anh đừng có nhắn tin, anh đừng có lỗi phải gì nữa chứ. Còn gì nữa là thương tiếc. Ý là vẫn xin lỗi hả cô? Dạ. Anh nói làm sao cô? Nhắn tin trong máy. Anh nói làm sao? Nhắn tin đây nữa hả? Không có hổm. Dạ. Xin lỗi này kia đủ thứ. Là cái sự việc của mình xảy ra rồi, ổng mới nhắn tin xin lỗi. Dạ. Ai vui. Rồi, nằm viện rồi mới xin lỗi. Vậy là sao lúc mà hành sự á, sao không chịu xin lỗi thì lúc đó? Nói thẳng ra là trên đời này là nhiều khi mình sống á, là cũng phải nhờ đâu đó thì hầu như là 60% là nhờ tất cả những người phụ nữ. Phụ nữ sinh ra là để chỉ là yêu thương thôi. Mà tại sao lại đối xử với những người phụ nữ như vậy? Người ta đã thiệt thòi rất là nhiều rồi, sinh con đẻ cái để lại nòi giống cho chính bản thân mình mà cuối cùng là như vậy đó. Cha mẹ chưa quýnh mặt tay. Dạ. Mà giờ này nó quýnh gì? Dạ. Thành vợ thành chồng rồi quýnh gì? Dạ. Còn gì nữa? Thì cũng mong rằng là tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng hãy lan tỏa những cái đoạn video này của tất cả anh em ở đây để biết được cái sự việc này, và một là lấy lại sự công bằng cho cô, thứ hai nữa là mình lên án những người mà đã từng đập vợ con vậy. Dạ, dạ đúng mà. Rồi chứ không phải là riêng một cái hoàn cảnh này, cũng mong là cả nhà hãy lan tỏa nhé. Chị nói nhiều nè. Dạ. Cưng có cứ bé em được ngàn nào không hả? Cưng dòng họ cưng có giờ có đem được đồng xà bạc đồng xu nào cưng bé em không? Mà ngày nay cưng quýnh bé em như vậy hả?
đau lòng không? Hả? Ý là vợ của cưng mà sống là bao nhiêu năm rồi nhiều hả? Con người của cưng quá đáng rồi, không có còn nước non nào nói nữa hết. Chị ít khi nào chị nói chuyện với cưng rút mắt gì chân có không? Không bao giờ, bên vợ không bao giờ nào nói chuyện rút mắt với cưng. Giờ đây là con cưng quá đổi cưng rồi, chị miễn nói lên còn gì nữa đâu. Giờ là cuối cùng rồi nghe cưng, dứt khoát hả? Giờ là mọi việc để pháp lực giải quyết, chứ giải quyết. Mình không có nói được bằng miệng nữa được. À, rồi. Cái việc này là việc quá cưng. Là phẫn nộ rồi. Việc này chỉ là đưa vô cơ quan chức năng tự bên pháp luật. Vậy thì mình cũng vậy thì mình cũng Tấn với lại là Nguyễn Hiếu với tất cả anh em ở đây có trường ở đây nữa thì cũng xin khép lại đoạn video tại đây. Mong rằng thì cả nhà hãy like, hãy chia sẻ, lan tỏa tới các cô chú mạnh thường quân này, quý khán giả này và tất cả mọi người để lấy lại sự công bằng cho cô. Bây giờ thì Tấn và Hiếu và Trường cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Dạ. Yeah.